này đây, để đây, để đây. Để cái kịch cải độ mẹ công nghe. Làm nồi cho Winner 150 tại tiệm sửa xe khách. Thì xe này chạy ráp nha, chạy ráp bị tụt ngồi hao xăng ha. Anh em nào chạy ráp công việc chạy giao hàng cứ qua tiệm xe Khánh, bên Khánh có nhận làm hết cho anh em. Bao chạy bền mạnh bóc tiết kiệm xăng. Dòng nồi Winner này hay dễ bị tuột nha, tuột nồi đóng máy hao xăng ha. Đầm hồng đầm lên. Anh em tới ngay địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, nằm góc ngã tư Thành Thái 3 tháng 2, kế bên không có siêu thị Sài Gòn ha. Thời gian làm khoảng nửa tiếng là xong nha anh em. Ở xa thì anh em có thể liên hệ Khánh để Khánh nhận xe làm cho anh em hoặc là Khánh ship hàng cho anh em. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Honda Winner 150. Khánh nhận làm nồi làm máy nữa, cấp máy nha anh em. Lên full 150, 175, 200, 250 nữa ha. Làm bài đi tour phượt bền mạnh bóc tiết kiệm xăng. Có là chào tất cả anh em.